Thưa quý vị, ngày mai mùng 7 tháng 4 là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Đây cũng là dịp để cả nước cùng nhìn lại chặng đường hơn 20 năm phong trào vận động và khuyến khích nhân dân cả nước cùng tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Bên cạnh những con số cụ thể, năm sau luôn cao hơn năm trước, cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cộng đồng trong hiến máu tình nguyện. Sự tự hào với những tấm gương điển hình, những mô hình hiến máu tình nguyện với cách làm hay, sáng tạo để giúp duy trì nguồn máu phục vụ người bệnh. Một trong số đó phải kể tới mô hình câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống đang được triển khai khá tốt tại một số địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ câu lạc bộ Máu Nóng Hiểu và Thương về trường hợp một bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cần được truyền tiểu cầu nhóm máu O, anh Tô Văn Tuấn, một nhân viên hàng không đã ngay lập tức đăng ký với chủ nhiệm câu lạc bộ để tới hỗ trợ người bệnh khi thấy các điều kiện hiến tiểu cầu tương thích với mình. Bọn em biết nhau qua Facebook, qua mạng xã hội. Và khi mà nếu là sự mà các bệnh nhân nào mà cần hoặc là họ có hay là họ thuộc nhóm máu gì hoặc họ cần hiến tiểu cầu là nhóm máu gì đấy thì nếu mà nhận thì bọn em thấy thông tin như vậy thì bạn sẽ nếu mà hợp với máu của mình thì em sẽ đến và em sẽ báo cho bên anh chủ nhiệm biết. Anh Tuấn là một trong số hơn 1.900 thành viên câu lạc bộ Máu Nóng Hiểu và Thương thường trú hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam. Số thành viên này với nhiều loại nhóm máu khác nhau, đến nay tất cả đều đã từng hiến máu và tiểu cầu, giúp đỡ cho hàng nghìn bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh trong suốt 5 năm qua. Năm 2015, mình đi hiến máu giúp bệnh nhân. Thì trong lúc mình đi hiến máu mình giúp bệnh nhân đó, thì mình thấy dù bệnh nhân nghèo, vật chất hay là già vật chất, họ đều rất trân quý cái giọt máu đó. Và họ cũng thấy cho mình cho giọt máu đúng thời điểm họ rất quý. Và cái giọt máu mình cho đi thật sự nó ý nghĩa. Thì xuất phát từ đó mà mình quyết định thành lập câu lạc bộ Máu Nóng Hiểu và Thương để giúp bệnh nhân khi cần máu, cần tiểu cầu thì sẽ có ngay tức khắc. Tùy theo bệnh nhân đang điều trị ở khu vực nào, ban điều hành câu lạc bộ sẽ tìm hiểu và điều phối tình nguyện viên ở gần nhất để thuận tiện cho việc đi lại và đến hiến máu kịp thời. Ngoài việc điều phối ở câu lạc bộ, anh Hùng còn quản lý trang fanpage của câu lạc bộ với hàng ngàn thành viên tham gia. Khi nào cần người hiến máu gấp, anh đăng tin lên trang này kêu gọi mọi người giúp đỡ bệnh nhân. Câu lạc bộ không nhận lời giúp bệnh nhân thì thôi, mà giúp bệnh nhân rồi, nhận lời giúp bắt buộc phải có. Mà nếu những ca khẩn cấp thì bắt buộc có quy trình thường thường 2 tiếng là phải có cho bệnh nhân. Đó là cái khó đầu tiên. Và cái khó thứ hai nữa là về mặt con người. Vì máu như vậy là 3 tháng một bạn hiến máu, 3 tháng mới hiến lại. Và các bạn hiến tiểu cầu thì có thể là hơn 2 tháng. Mà hàng ngày như vậy cái số lượng bệnh nhân cần rất là nhiều. Thì mình làm sao phải có được nhiều thành viên mới giúp được nhiều bệnh nhân. Thì đến thời điểm bây giờ thì câu lạc bộ có thể cung ứng bất kỳ thời điểm nào trong một ngày tại các bệnh viện Đà Nẵng nếu bệnh nhân cần. Dù đêm khuya, dù 30 Tết, hay là bão lụt kể cả các đợt dịch COVID vừa rồi. Em xin cảm ơn câu lạc bộ nhóm máu Nóng đã có tận tình giúp đỡ cho con em trường máu trường tiểu cầu rồi. Em xin cảm ơn. Câu lạc bộ Máu Nóng này thì hình thành thì rất là tốt vì đang khi nào. Khi mà cái lượng máu trong người của mình sẽ lấy ra sẽ có một thời gian bảo quản nhất định. Nhưng mà cái lượng máu nóng trên cơ thể thì luôn luôn khi nào cần thì mình sẽ lấy ngay và sử dụng được liền. Không đòi hỏi bất cứ sự hỗ trợ vật chất nào, sự tận tâm phục vụ bất kể thời gian và khoảng cách của các thành viên câu lạc bộ xuất phát từ quá trình đi thực tế, chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh để từ đó mới hiểu, mới cảm thông, rồi thương và phát tâm tự nguyện giúp đỡ. Em là một người trẻ. Cho nên cũng có nhiệt huyết của người trẻ. Cho nên muốn đồng hành cùng những người trẻ. Mình có thể, tại vì có câu nói là trân quý những tháng năm còn lại. Cho nên là khi mình còn sống trên đời được ngày nào thì mình dùng hết cái nhiệt huyết của mình để mình cùng những mọi người, để mình giúp được mọi người, được người nào thì mình tốt người đó. Mình thấy những cái việc làm của anh chị cho câu lạc bộ nó lôi cuốn mình và nó có cái sức hút rất là mạnh nên là em tham gia vào ngày nào không hay. Còn việc tham gia thì thực tế thì em tham gia đây thì em nghĩ rằng cái đầu tiên thì em thấy là em tìm được niềm vui trong cuộc sống.
ở trong những cái việc công việc hàng ngày mà cùng với mọi người đồng hành. Cái duyên mình đi đến với công việc máu thì cũng là một cái mục đích, mình muốn là mình là một công nhân tốt của thành phố Đà Nẵng. Do đó mình cố gắng mình làm với cái niềm đam mê của tuổi trẻ và với tấm lòng phụng sự, mong giúp được những bệnh nhân cần. Và từ cái đáy lòng mình mong muốn cái công việc này mình sẽ phụng sự đến cuối đời. Mỗi người một cuộc sống, một công việc riêng, nhưng đều có điểm chung là sẵn sàng trao đi yêu thương, sẵn sàng chia sẻ giọt máu hồng của mình, để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Không những thế, từ chính công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa nhân văn này mà mỗi thành viên câu lạc bộ Máu Nóng Hiểu và Thương cảm nhận được những tình cảm chân quý dành cho nhau nhiều hơn, dần dần tạo nên mối quan hệ khăng khít hơn, coi nhau như anh em, cùng nỗ lực để duy trì và đóng góp công sức nhiều hơn cho công tác hiến máu tình nguyện. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của các câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống cũng như sự phát triển và những đóng góp của mô hình này trong công tác hiến máu tình nguyện hiện nay ra sao, kính mời quý vị sẽ cùng đến với những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngay sau đây. Ở những cái địa phương như là vùng sâu, vùng xa hoặc là ở hải đảo chẳng hạn, như là ở Phú Quốc, hoặc là như ở Côn Đảo, hoặc là ở vùng cao như là ở Hà Giang, hoặc là ở Cao Bằng, thì chúng tôi cùng với các cái cán bộ làm công tác hiến máu tình nguyện ở đó, xây dựng những cái ngân hàng mà chúng tôi gọi là những cái ngân hàng người hiến máu dự bị, hay nói một cách khác gọi là câu lạc bộ những người câu lạc bộ ngân hàng máu sống. Thế thì ở Hà Nội thì chúng ta có những cái câu lạc bộ như vậy. Chúng tôi gọi là câu lạc bộ nhóm máu hiếm, bởi vì ở nước của chúng ta ấy, thì có cái nhóm máu AB thì rõ ràng là vẫn là hiếm rồi. Thế thì nó còn có một câu chuyện khác nữa là có một cái nhóm máu khác là nhóm máu RH. Thì cái nhóm máu RH này đối với các nước khác, các nước Đông Âu, các nước Châu Âu hoặc là ở Mỹ chẳng hạn, thì cái tỷ lệ mà những cái người có RH âm nó tới 30-40%. Nhưng mà ở nước ta cái tỷ lệ đó chỉ có vài phần trăm thôi. Chính vì vậy mà rõ ràng là những cái người mà có mang cái nhóm máu RH âm ở nước ta trở thành những cái người gọi là mang cái nhóm máu hiếm. Và chúng ta cần phải thành lập những câu lạc bộ đó, bởi vì hiện nay cái giao lưu của chúng ta với nước ngoài khá là tốt, và có rất là nhiều những cái khách du lịch của nước ngoài đến du lịch ở nước ta, rồi thì có cả những cái người mà đến làm việc nữa. Và rõ ràng là nó làm cho cái nhu cầu về cái nhóm máu RH âm của chúng ta nó tăng lên rất là cao. Và nếu mà chúng ta không có cái câu lạc bộ đó ấy, thì khi có nhu cầu cấp cứu cho người bệnh, đặc biệt là ví dụ như người bệnh mang nhóm máu AB mà lại là RH âm nữa, thì có thể nói rằng là tìm được những cái người mà mang cái nhóm máu đấy để có máu cấp cứu cho người bệnh là rất khó. Thế vì vậy mà chúng ta cần phải thành lập những câu lạc bộ đấy. Và có thể nói rằng là các bạn ở tham gia những hội viên câu lạc bộ đấy mà nói rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có thể là gọi các bạn ấy bất kỳ lúc nào, kể cả đêm hôm, ngày lễ, ngày nghỉ. Mỗi một cái người hội viên họ cũng đều có những cuộc sống của họ, họ có những công việc của họ, và họ cũng có khi phải di chuyển rất là nhiều. Vậy là thường xuyên là chúng tôi phải có những cái buổi họp mặt câu lạc bộ, những cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ, hoặc là kết nạp thêm những cái người hội viên mới nữa, để mà dần dần cũng thay thế những cái người hội viên mà đã vì những cái công việc của bản thân họ không tham gia được nữa. Nhưng mà có thể nói rằng là đấy nó cũng chỉ là những cái mà sau một khoảng thời gian thì chúng ta có thể là làm được cái việc đó. Thế còn thì hiện nay thì thực ra những cái người mà nhóm máu RH âm ấy, thì không những chỉ tham gia câu lạc bộ mà cũng có tham gia những cái hoạt động hiến máu tình nguyện nữa. Và mỗi một cái lần như vậy thì thường chúng tôi sẽ lưu trữ cái máu RH âm lại. Và trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta có thể triển khai những cái kỹ thuật mới. Ví dụ như là chúng ta có thể làm đông lạnh hồng cầu của những cái người mà nhóm máu hiếm đó, để chúng ta có thể lưu trữ được lâu hơn. Tại làm sao chúng ta lại cần phải kêu gọi mọi người là hãy hiến máu thường xuyên? Bởi vì những cái người hiến máu ấy, mà đã tham gia vào hiến máu rồi và họ tham gia hiến máu một cách đều đặn ấy, thì có thể nói rằng là
theo như Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là theo như Hiệp hội Truyền máu Quốc tế ấy, thì cái chất lượng máu mà hiến của những cái người hiến máu thường xuyên ấy là tốt nhất trong số những cái người mà tham gia hiến máu tình nguyện. Bởi vì đối với những người hiến máu thường xuyên ấy, khi mà đã tham gia hiến máu rồi ấy, thì một trong những cái mà họ giúp cho chúng tôi làm cho cái chất lượng máu của họ đảm bảo an toàn và chất lượng, đấy là họ tự sàng lọc bản thân mình. Vâng, thưa quý vị, hoạt động hiến máu tình nguyện dưới góc nhìn của nhà Phật, đó cũng là một cách hành Bồ Tát đạo, gieo sự sống, niềm tin cho rất nhiều người bệnh. Và hy vọng không chỉ ngày 7 tháng 4 mà tất cả mọi ngày trong năm sẽ đều là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, là những ngày mà cả cộng đồng sẵn sàng chung tay vì một xã hội khỏe mạnh và tràn ngập tình yêu thương.